yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của Bầm. Ok, kênh Chim Cu Gáy Hay xin kính chào tất cả các bác đang theo dõi. Và hôm nay thì ngày 24 tháng 11, mình xin giới thiệu với các bác, đặc biệt là các bác cao tuổi và các anh em chơi chim. Đây là một đôi chim Thái được 1 tháng rưỡi tuổi và đã ăn độc lập rồi, phân đã đóng quân và ăn lúa. Thì đôi chim Thái này nó màu là đầu hoa mơ, cánh hoa mơ, người mình cũng có một chút, chân thì đỏ. Và các bạn thân mến, thì cái đôi chim này thì nó có một cái đặc điểm là đôi chim nó gắn liền với cái quá trình mà mình bón. Đôi chim này là mình mang ra mình bón từ lúc còn nông măng. Mục đích của mình là sẽ là một đôi chim sinh sản và nó sẽ tiêm được chim khách. Cái clip này mình đặt tên nó là clip 24, tức là đăng ngày 24 tháng 11 năm 2019. Theo quan sát của mình thì là một đôi trống mái có thể nuôi sinh sản được, và mình cam kết rằng đây là chim khách 100% là chim bón lên, độ thuần rất cao. Đấy. Và đăng lên kênh để cho các bác nào thực sự muốn nuôi những chú chim thuần, đấy, mà yêu thích cái giống chim Thái và cái màu sắc của nó như thế này, để cho các bác lựa chọn, các bác đi chợ. Đấy. Đấy, các bác thân mến, thì ở đây là cái cặp chim mà rất là thuần. Cặp chim này thì cực kỳ thuần luôn. Mình zoom lại gần chút cho các bác xem. Đây là cái phân của hôm qua nó ăn, nó đi xuống này. Các bác nhìn phân là rất là xoắn này. Phân khô xoắn. Bắt đầu đang lốm đốm cườm rồi. Chim mùa này thì nó cũng lông lá thì nó cũng chưa được đẹp. Đấy, nếu như đôi này mà các bạn nuôi đến lúc Tết thì rất là đẹp. Đấy. Chim đang tình trạng là khỏe mạnh. Đấy. Mà chim nhà là đẻ ra, nuôi lên, mình bón lên. Đấy. Đấy. Thì tiền thân thì con bố của con chim này thì nó là một con hoa mơ và một con màu trắng. Bây giờ nó đẻ ra là con của nó cũng màu, đôi này hà cả hai con màu rất là rõ. Và nếu như các bạn tinh ý thì các bạn nhìn thấy con trên này là con đực và con dưới này là con cái các bạn nhé. Đấy, móng trắng. Đấy, chân đỏ. Chim Thái thì gần nơi âm của nó là 100% là âm thổ. Và nó gáy với cái dòng tốc độ. Thì mình quay như này là mình cầm điện thoại mình di sát khoảng 50 phân các bạn ạ. Độ thuần rất cao. Đấy. Hôm nay thì mình cho ra mình phơi nắng để cho nó thích. Đấy. Mặt trời đã bắt đầu lên rồi các bạn ạ. Đó. Mặt trời đã bắt đầu lên rồi. Đó. Thì ở nhà mình thì như con đang gáy đấy là nó là lòng chim ta âm thổ. Ở cái lượng chim Thái thì ở trong trang trại mình nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi, còn bên mình thì thế mạnh nó là chim ta mã ngỗng phấn hồng. Đấy. Các bạn, một con chim mà nó đứng nó bậu cầu nó rất là thuần như thế này thì đó là con chim nuôi bộ lên. Và mắt của chúng là mắt đen, vành mắt đỏ. Thì mình đang cho nó trùng đậu và uống thuốc tẩy giun. Con này thì thực sự là cái cảm giác là cũng 50-50. Mình muốn nuôi cũng được. Đấy. Có cái là thực sự là
Bây giờ thì thực ra là nó cũng đã vào mùa đông. Mùa đông rồi. Nhà mình thì có thể nói là hàng nghìn chim luôn, hàng nghìn chim cu gáy luôn. Mình không thể chăm chu đáo được như các bạn là có chăm một con, hai con. Đấy, mình muốn cũng ban đầu thì cũng muốn một đến một đôi này đấy, tự tay bón lên. Đấy, đôi này là cam kết 100% là bón từ lúc còn đỏ hòn cho đến lúc biết mổ nhé. Để các bạn thấy là nó cái thời gian lúc mổ này thì mình cũng đã đưa nó tách ra như thế này. Đấy, và cái giai đoạn này là mình đã ngừng mình chăm sóc bón được khoảng tầm 20 ngày nay rồi. Và nó đã biết ăn này, cái phân của nó đã được đóng khuân này. Thì cái dòng chim này là chim sẽ là chim khách và nó sẽ sinh sản rất tốt. Tại vì cái nền tảng của nó là bón lên, đúc ra. Thì các bạn thân mến, thì cái kênh của mình thì có một cái ekip chuyển hàng đấy, các bạn nhìn lại. Có một cái ekip chuyển hàng rất là rõ ràng. Khi các bạn thích cái video clip nào thì mình sẽ đánh dấu và cam kết đúng cái đôi đó và gửi về. Khi các bạn nhận, các bạn có thể kiểm tra và thanh toán. Tất nhiên mình cũng sẽ ưu tiên những cái bạn nào là khách hàng đã từng mua nhiều lần và ưu tiên những cái bạn nào đã chuyển khoản và cũng chuyển khoản sớm. Bởi vì khi chuyển khoản thì thể hiện là một khách hàng trong một cái xã hội văn minh và bản thân chúng tôi cũng không phải nhờ người, nhờ nhà xe cầm tiền. Đấy, cái tỷ lệ rơi rớt rủi ro nó sẽ giảm đi. Đó. Thì các bạn thân mến, đây là một đôi và có lẽ là mình cũng thực sự là 50-50 đăng lên, một phần là muốn nó phong phú cái kênh của mình, một phần là cũng muốn để bớt cho anh em nào đấy thực sự nhá. Mình nói rõ là anh em nào thực sự có nhu cầu tìm một đôi chim cu Thái hoặc là để lại một con đực để nuôi chim khách hoặc là nuôi để sinh sản và nền tảng là con chim bón lên, chim thuần, mình cam kết 100% là như vậy. Đó. Trông thế này thôi nhưng mà tầm khoảng 2 tháng nữa thì xin thưa với các bạn là rất là đẹp, bởi vì giai đoạn đấy là nó thay bỏ cái lớp lông này và nó đã ra cườm, nó đã thực sự là nó đã ra cườm các bạn ạ. Thì các bạn thân mến, thì cái dòng chim Thái này thì cũng rất là âm, rất là thổ. Đấy, âm thổ. Độ cái khả năng mà nó gáy là nhiều. Đấy, gáy nhiều. Thường một đôi chim Thái bình thường trên thị trường bố mẹ đẻ ra thì nó cũng bình thường thôi. Đấy, nó có thể tương đương với một đôi chim ta bình thường thôi. Nhưng với một đôi chim Thái và các bạn tự tay bón lên thì mới là giá trị. Bởi vì các bạn bón lên đồng nghĩa với cái việc là thời gian, tình cảm các bạn gắn vào nó. Đấy, thì con chim nó sẽ thuần và sau này nó sẽ gáy suốt ngày luôn. Đó. Thực sự là khi đến bây giờ tưởng tượng đến một con chim mà để chơi được, trưởng thành mà nó thuần, nó bảo ngủ được thì cũng nghĩ ra thì cũng hơi tiếc. Đấy. Nhưng mà báo cáo với các bác là tiếc thì mình có tiếc thì người ta mới mua. Chứ nếu mình mà không tiếc thì người ta mua xong thì người ta chả muốn nhớ đến mình các bạn ạ. À, mình gây dựng cái trang trại này, cái kênh này một phần cũng chia sẻ cái niềm đam mê và cũng một phần cải thiện cái nguồn thu nhập và cũng một phần là cũng muốn nổi lên để cho mọi người biết đến là có một cái trang trại, có một cái kênh rất chuyên sâu về chim cu gáy và phục vụ các bạn chơi một cách chuyên nghiệp, đa dạng, phong phú và uy tín. Đó. Thì để cho các bạn cũng tham khảo đấy, cái clip số 24 này. Thực sự là nếu như bạn nào sở hữu đôi này thì mình cho nó là một lựa chọn rất là đúng. Đó. Chứ không mang tính chất là bán hàng ở đây. Có thể là video này mình đang lên cũng để cho các bạn biết là mình có cái nhóm chim Thái này để cho các bạn hỏi. Đấy. Có những con thì nó trắng tinh, có những con pha màu hồng với màu trắng với màu lâu. Đấy. Thì đều là những cái dòng chim Thái hết. Đấy. Thì các bạn thân mến, là ví dụ như những dòng chim ta như thế này thì mình rất là nhiều. Đấy.
nhà mình những cái bu chim như này hàng mấy yêu chục bu sao luôn, thường gáy chim cu thì các bạn thử hỏi là mình làm sao mà chăm sóc kỹ càng chim cu gáy miền Bắc hết được thao tại Ba Vì Hà như Nội. Là xin các bạn chăm sóc quý khách, chúng tôi chuyên cung cấp giống các chim cu gáy ba ngỗng, phấn hồng, bạn nhìn ầm cho dọc, nó kỹ bộ đây là được tuyển chọn chim rất kỹ ta càng. 100% ngoài ra luôn, chúng tôi cung cấp các loại và chim có cảnh con đẻ rồi chim đa còn chưa đẻ, trẻ than, chả thì mào, mình cũng chim khuyên. Nuôi như Bên thế này cạnh để cho đó, chúng tôi cung cấp các sản phù phẩm nhau từ quê hương để núi mình Cảng tách Ba Vì và giống phát hiện ầm cả đồng, cây chanh tứ quý và phân bò một sữa phần là hồ cũng để cho sinh. Anh bên em sạc bên chơi chim cu nhìn gáy hay thấy con tử nào vong ưng hoặc bạn thì có anh thể em tìm chọn. kiếm chim cu gáy hay trên Các YouTube bạn và nhìn rất Facebook là hai ai 01635 rõ và luôn, 05982 0989177982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chặn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn. Bu này thì hôm qua có một con tối gù rất là thổ mà mình chưa phát hiện được. Đến lúc đấy mình đứng ở trong nhà đi ra nơi thì nó cũng mình không nhìn thấy tiếng cái độn độn cái gật của nó. Đấy, các bạn nhé. Các bạn nhìn này là chim nuôi lên nhưng không phải là chim bẫy nhé, cũng không phải là chim bẫy các bạn, chim nuôi lên 100% nuôi 100% luôn, độ thuần rất cao. Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, ngay chỗ gần cổng trại nhà điểm của xã Vân Hòa luôn. Ok, mình sẽ xin phép là dừng video tại đây và cuối video xin chúc các bạn thành công trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình và sẽ có được những cái niềm vui thật là tuyệt vời bên những cái khoảnh khắc video của cái chim cu gáy và sẽ sở hữu được một chú chim cu gáy ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, ầm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chả mào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982 0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chặn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.